Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và chương trình sáng nay thứ tư ngày 18 tháng 5 năm 2022 như thường lệ sẽ chuyển đến quý vị nhiều thông tin hấp dẫn, thú vị và cập nhật trên mọi lĩnh vực của đời sống cả trong nước lẫn quốc tế với những nội dung đáng chú ý sau đây. Kết luận ban đầu về việc hơn 430 tấn cá chết bất thường tại các làng bè ở An Giang. Độc đáo chiếc ghe bún riêu màu hồng trên chợ nổi Cái Răng. Bắt đối tượng sát hại mẹ ruột ở Tây Ninh. Thưa quý vị, với khả năng chia sẻ thông tin minh bạch, bền vững và bảo mật cao, blockchain được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực quan trọng như là tài chính ngân hàng, thương mại điện tử, y tế và nông nghiệp. Vào sáng qua, Hiệp hội Công nghệ Chuỗi khối Việt Nam hay Hiệp hội Blockchain Việt Nam, tổ chức pháp nhân chính thức đầu tiên trong lĩnh vực công nghệ blockchain tại nước ta đã ra mắt tại Hà Nội. Theo thống kê của Hiệp hội, trong top 200 công ty doanh nghiệp hoạt động kinh doanh dựa trên công nghệ blockchain, có 5-7 doanh nghiệp do người Việt Nam thành lập. Hiện có khoảng 10 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo của người Việt Nam trong lĩnh vực blockchain có vốn hóa trên 100 triệu đô la Mỹ. Những kỳ lân công nghệ Việt Nam đã bắt đầu xuất hiện trên thị trường blockchain toàn cầu. Việt Nam cần có một cái hạ tầng kỹ thuật phù hợp, đó chính là CBDC, là tiền kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương phát hành. Tôi hy vọng đây là một cái cầu nối giữa các cơ quan quản lý trong một cái ngành nghề gọi là ứng dụng công nghệ như là tiền số, tiền ảo. Thời gian tới, Hiệp hội sẽ cùng với các thành viên mở rộng quan hệ với các tổ chức, cộng đồng blockchain trên thế giới, chia sẻ kinh nghiệm, nguồn lực để nghiên cứu, thử nghiệm, ứng dụng, triển khai, kinh doanh công nghệ blockchain theo quy định của pháp luật Việt Nam, thu hút đầu tư cho hoạt động của ngành blockchain, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực công nghệ số. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang chiều qua đã cho biết kết quả bước đầu về nguyên nhân khiến trên 430 tấn cá chết bất thường tại các làng bè Châu Đốc. Theo đó, nồng độ oxy trong nước thấp, chất rắn lơ lửng trong nước cao nên khả năng cá thiếu oxy ngộp nước chết. Tuy nhiên, cơ quan chức năng mới chỉ phân tích 17 trên 36 chỉ tiêu nên cũng chưa thể khẳng định chính xác nguyên nhân. Sở đã phối hợp các ngành lấy mẫu phân tích tại phường Vĩnh Ngươn, thành phố Châu Đốc và xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, hai nơi xuất hiện tình trạng cá chết hàng loạt. Chính quyền cũng di rời 49 lồng bè của phường Vĩnh Ngươn và 21 lồng bè của xã Đa Phước. Theo thông báo, kết quả xét nghiệm của Chi cục Thú y vùng 7 không phát hiện các loại bệnh nguy hiểm gây chết cá, tức là không phải do bệnh mà do nguồn nước và các yếu tố khác. Gia đình bà Huỳnh Thị Thanh Vân bị thiệt hại trên 80 tấn cá, gồm cá hú, hè và cá mè vinh, ước tính trên 4 tỷ đồng. Cái dòng sơn Vĩnh Ngươn với bên ấp họ là bị hết, người nào cũng bị hết, ít thì bị ít mà nhiều thì bị nhiều. Bị nhiều thì thành ra tài thiệt hại hết sức tinh thần, muốn buông luôn hết. Đề nghị đi tìm nguyên nhân chứ. Tại vì bây giờ hồi xưa giờ đâu có dụng như này. Giải pháp trước mắt là yêu cầu các hộ nuôi di rời giãn bè ra xa nhau và khuyến cáo người nuôi phải sục oxy. Dự kiến tỉnh sẽ thực hiện sắp xếp các bè trên hai nhánh sông Hậu, sông Tiền cho phù hợp với an toàn giao thông thủy nội địa, đảm bảo môi trường và đảm bảo nuôi an toàn. Mở cửa du lịch sau đại dịch COVID-19, bà con buôn bán ở chợ nổi Cái Răng, Cần Thơ đã tìm cách làm mới mình để thu hút khách quay lại. Và hình ảnh một chiếc ghe bán đồ ăn sáng được trang trí toàn màu hồng xuất hiện trên các trang mạng xã hội đã khiến nhiều người thích thú tìm đến. Ghe bán đồ ăn sáng này, ngoài giá cả hợp túi tiền, thức ăn vừa miệng khách, còn thu hút bởi màu sắc toàn là màu hồng. Tại ghe nào cũng giống như nhau nên là muốn sơn cái ghe cho nó nhiều màu sắc nên cho mọi người ghé tham quan với cũng có cái chỗ cho người ta chụp hình. Mong là từ đây cuối năm thì sẽ có nhiều khách du lịch biết đến chợ nổi cũng như là biết đến cái ghe màu hồng này. Toàn bộ chiếc ghe và các vật dụng đi kèm như nồi nấu bún, nón lá đều được chủ nhân sơn màu hồng nổi bật, từ xa đã thu hút mọi ánh nhìn. Thì mình cũng nghe qua về chợ nổi Cái Răng rất là nhiều lần, nhân dịp là đi chơi cùng giám bạn thì mình cũng đến với chợ nổi Cái Răng và cũng biết đến chiếc ghe màu hồng ở từ trên Facebook và nhóm mình cũng đã đến đây để trải nghiệm thử ăn uống. Từ khi khoác sắc hồng cho chiếc ghe, việc buôn bán của vợ chồng chị Linh khá hơn hẳn. Mỗi sáng chị bán hơn 100 phần ăn. Vào những ngày cuối tuần hay lễ Tết, có thể bán tăng lên gấp 2-3 lần. Tiếp theo, trong phần sau của chương trình. Cây xăng bốc cháy ngùn ngụt thiêu rụi một ô tô tại thành phố Huế. Khoảng 400 cây thông ba lá bị cưa hạ tại Đà Lạt, Lâm Đồng.
Chương trình sẽ tiếp tục với các thông tin an ninh trật tự và an toàn giao thông. Thưa quý vị, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết vừa quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Hoàng Phi, 44 tuổi, ngụ huyện Tân Châu về hành vi giết người. Nạn nhân lại chính là mẹ ruột của đối tượng. Trước đó, vào ngày 16 tháng 5, Công an huyện Tân Châu tiếp nhận tin báo vừa xảy ra vụ án giết người tại ấp Hội Phú, xã Tân Hội. Đối tượng Nguyễn Hoàng Phi ra tay giết mẹ ruột là bà Nguyễn Thị Huệ, 78 tuổi. Qua làm việc, Phi khai nhận khoảng 9 giờ sáng hôm đó, đối tượng đang ở nhà cùng với bà Huệ. Phi đi tìm quần áo cá nhân của mình để lấy tiền nhưng không thấy nên hỏi mẹ. Bà Huệ nói đồ đang trong máy giặt không lấy ra được, thì Phi đòi bà Huệ phải đền số tiền là 5 triệu đồng. Khi nghe mẹ nói không có tiền, đối tượng bực tức lấy xuồng đào đất, đánh nhiều cái vào đầu bà Huệ làm bà bị thương. Mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng sau đó bà Huệ đã tử vong tại bệnh viện. Chiều qua đã xảy ra một vụ cháy quán ăn nằm trên đường Nguyễn Oanh, phường 7, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, giữa lúc trời đang mưa lớn khiến cho nhiều tài sản bị thiêu rụi. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ 10 phút, người đi đường và người dân phát hiện lửa bốc lên ngùn ngụt tại căn nhà là quán ăn có kết cấu một trệt hai lầu ở hẻm 164 Nguyễn Oanh. Khói đen bốc cao kèm theo nhiều tiếng nổ, người dân đã cố gắng tiếp cận dập lửa nhưng bất thành. Nhận tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai dập lửa. Đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt. Vào thời điểm xảy ra cháy, quán chỉ có vài khách đã kịp thời tháo chạy nên không có thương vong. Tuy nhiên, nhiều tài sản tại quán đã bị thiêu rụi. Lửa được xác định xuất phát từ tầng trên cùng. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ. Cũng vào chiều qua tại tỉnh Thừa Thiên Huế, một cây xăng đã bốc cháy dữ dội khiến một ô tô và một trụ bơm xăng bị thiêu rụi. Theo đó, vụ cháy xảy ra vào khoảng 16 giờ 30 phút chiều cùng ngày tại cây xăng nằm trên đường Phạm Văn Đồng, phường Phú Thượng, thành phố Huế. Lửa cháy tại trụ bơm xăng rồi nhanh chóng lan rộng ra chiếc xe du lịch đang dừng đổ xăng tại đây. Đám cháy bùng phát quá dữ dội nên không thể dập lửa tại chỗ. Nhận tin báo, đội phòng cháy chữa cháy nhanh chóng có mặt. Sau gần một giờ nỗ lực thì mới dập tắt hoàn toàn đám cháy, ngăn không cho cháy lan sang các trụ bơm xăng bên cạnh. Tuy nhiên, chiếc xe ô tô du lịch và một trụ bơm xăng đã bị lửa thiêu rụi. Một số nhân chứng cho biết vụ cháy xảy ra là do xe ô tô đang đổ xăng thì bất ngờ tông trụ bơm xăng nên gây cháy. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ. Một vụ trộm vừa xảy ra tại phường Tân Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Chủ xe dù đã khóa cổ xe máy rất cẩn thận, thậm chí là khóa cả bánh, nhưng phương tiện vẫn không cánh mà bay. Nạn nhân là một người đàn ông 32 tuổi quê ở Quảng Nam, là chủ tiệm áo cưới trên đường Phan Văn Hớn, quận 12. Tối ngày 16 tháng 5, anh dựng xe máy trước tiệm áo cưới của mình và khóa rất cẩn thận bằng dây xích sắt, nhưng sau đó xe vẫn bị mất. Xem lại camera an ninh thì thấy vào lúc gần 23 giờ cùng ngày, có hai đối tượng nam chạy xe máy đến dừng gần tiệm áo cưới. Một người đứng ngoài cảnh giới, người còn lại tiếp cận bẻ khóa, cắt dây xích mang xe đi mất. Toàn bộ vụ trộm xe diễn ra chỉ trong khoảng 40 giây. Theo chủ tiệm, đây là lần thứ 3 tiệm áo cưới của anh bị trộm lấy mất xe. Hai lần mất xe trước, anh còn phải bỏ ra gần 40 triệu đồng để đền cho khách hàng. Công an quận 12 đã lập hồ sơ, lấy lời khai, trích xuất hình ảnh dữ liệu từ camera an ninh để truy xét làm rõ. Một vụ phá rừng nghiêm trọng vừa được phát hiện tại lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Viên, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng quản lý. Vào sáng qua, các cơ quan chức năng Đà Lạt đã đến đây khám nghiệm hiện trường. Những cây thông ba lá thuộc rừng phòng hộ tiểu khu 148B bị cưa hạ sát gốc, nằm ngổn ngang cả một triền đồi. Thông bị cưa hạ có đường kính gốc từ 20 đến 60cm. Theo thống kê sơ bộ, khoảng 400 cây thông ba lá đã bị cưa đổ. Khu vực này cũng còn sót lại một số dấu vết chứng tỏ việc cưa hạ rừng thông kéo dài nhiều ngày trên một diện tích rất rộng. Ngoài thông ba lá, cơ quan chức năng cũng phát hiện nhiều cây rễ rừng bị triệt hạ ngổn ngang. Vị trí bị phá là địa bàn hiểm trở nằm giữa rừng, không có đường đi, không giáp nương rẫy. Hiện vụ phá rừng phòng hộ này đang được các cơ quan chức năng thành phố Đà Lạt điều tra làm rõ. Tiếp theo trong phần thông tin quốc tế của chương trình. Độc đáo, robot có khả năng tự nêm nếm đồ ăn. Italia đề nghị UNESCO đưa opera vào danh sách di sản thế giới. Tiếp theo sẽ là các thông tin quốc tế trong 60 giây. Thưa quý vị, hãng phát hành thẻ Mastercard cho hay người dùng của hãng giờ đây có thể là thanh toán mà không cần dùng thẻ nhựa, cũng không cần dùng điện thoại hay bất kỳ thiết bị nào. Họ chỉ cần đưa mặt ra và cười. Người dùng thẻ tín dụng giờ đây không phải loay hoay tìm thẻ hay điện thoại để thanh toán nữa. Với chương trình kiểm tra sinh trắc học mới nhất từ Mastercard, khách hàng chỉ cần đi tay không là có thể thanh toán.
Sinh chắc học là công nghệ cho phép người tiêu dùng thanh toán bằng khuôn mặt, một nụ cười hay một cái vẫy tay. Chúng tôi có một công nghệ bảo mật đa tầng, sử dụng nhiều lớp danh tính, bao gồm cả cách bạn cầm điện thoại của mình. Mastercard cho biết việc sử dụng sinh trắc học sẽ bảo vệ người dùng khỏi nạn ăn cắp thẻ hay ăn cắp danh tính. Nhưng mặt khác, công nghệ này cũng đặt ra nguy cơ về vi phạm quyền riêng tư. Nếu dữ liệu sinh trắc học bị đánh cắp, sẽ rất khó để khôi phục và bảo vệ trở lại. Do đó, quyền riêng tư và an toàn liên quan đến việc sử dụng nhân dạng sinh trắc học sẽ cao hơn rất nhiều. Ứng dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt để thanh toán đã được một chuỗi nhà hàng tại Hàng Châu, Trung Quốc áp dụng cho phép thực khách trả tiền ăn bằng cách quét khuôn mặt. Mới đây, các kỹ sư của trường đại học Cambridge đã cải tiến một robot trong gian bếp với hy vọng là robot có thể nêm nếm trong lúc nấu ăn. Robot có thể tự quyết định món ăn cần có gia vị gì trong quá trình nấu nướng. Tại phòng thí nghiệm ở Cambridge, nhóm kỹ sư đã thử nghiệm một cảm biến robot để phát hiện độ mặn của một dĩa trứng và cà chua. Một đầu dò nhỏ ở cuối cánh tay robot lấy mẫu thức ăn liên tục ở những nơi khác nhau cho đến khi máy tính của robot tạo ra một bản đồ mùi vị toàn diện. Cảm biến hoạt động dựa trên độ dẫn điện để phản ứng với những thứ như độ mặn, độ ẩm và độ đặc của thức ăn. Phương pháp nếm thử như bạn làm được giới thiệu trên tạp chí Ranh giới trong robot và AI. Phương pháp này cải thiện đáng kể khả năng đánh giá độ mặn của món ăn một cách nhanh chóng và chính xác. Nghiên cứu này còn có thể giúp việc phát triển bán hàng tự động hoặc bán tự động. Robot tiên tiến có thể giúp chuẩn bị thức ăn, tìm hiểu món nào ngon, món nào không ngon, từ đó sẽ nấu ăn phù hợp với con người hơn. Vẹt xám, gà bông, vẹt cổ cườm, những con chim ngoại lai có bộ lông sặc sỡ đã có nơi trú ẩn trong một khu bảo tồn tư nhân chỉ rộng 400m² ở phía đông thủ đô Khartoum của Sudan thuộc châu Phi. Ông Akram Yehia, chủ nhân khu vườn có tên Marshall này cho biết mình muốn tái tạo môi trường sống sao cho giống nhất với nơi sinh ra của các loài chim ngoại lai này. Còn với du khách, Marshall như là một ốc đảo giữa thành phố sầm uất của Sudan. Nơi này thật kỳ thú, rất hấp dẫn. Tôi như lạc vào một chỗ khác, chứ không nghĩ mình đang ở Khartoum. Một ý tưởng rất độc đáo của người chủ khu bảo tồn để thu hút du khách. Khu vườn này nuôi 13 loại chim khác nhau. Ông Yehia chỉ mở cửa cho khách vào tham quan 2-3 tiếng mỗi ngày để tránh làm cho các con chim trong khu bảo tồn này hoảng sợ. Ông Yehia lập khu bảo tồn này cách đây 4 năm. Chính tay ông đóng những chiếc tổ chim và dụ chúng vào làm tổ. Thực vật trong vườn rất phong phú, được chọn theo nguồn gốc của chim. Ông cũng phải sử dụng vòi phun xương để tạo ra kiểu khí hậu phù hợp với một số loài. Ủy ban UNESCO quốc gia của Italia vừa thông qua quyết định đề trình lên UNESCO để đưa nghệ thuật opera vào danh sách di sản phi vật thể của nhân loại trong kỳ bình duyệt 2023. Từ Scarlatti đến Verdi, các vở nhạc kịch của những tác giả Italia được biểu diễn trong các nhà hát trên khắp thế giới. Sau nhiều thử nghiệm trên sân khấu kịch vào thế kỷ 16, opera chính thức được định hình vào những năm đầu thế kỷ 17 ở Fiorentina. Tại đây có cả một viện hàn lâm để phát triển loại hình nghệ thuật đầy sáng tạo kết hợp lời ca với âm nhạc. Tác giả opera đầu tiên được công nhận là Claudio Monteverdi, sinh năm 1567, mất năm 1643. Chỉ riêng trong thế kỷ 18 đã có 400 vở nhạc kịch được sáng tác chỉ tại Napoli, nơi được xem là đã cho ra đời loại hình nghệ thuật kết hợp với nhạc kịch này. Dù opera cũng rất phát triển ở Đức và Pháp, các nhà chuyên môn cho rằng chính ngôn ngữ Italia đã khiến người biểu diễn và người nghe có những cảm xúc đặc biệt. Italia cũng là nơi có trên 60 nhà hát opera, một kỷ lục thế giới. Hãng Kim Hoàng danh tiếng Soba đã công bố phiên bản đặc biệt của chiếc cúp cành cỏ vàng 2022 để kỷ niệm năm thứ 75 liên hoan phim Cannes được thành lập. Chiếc cúp năm nay được làm từ thạch anh hồng và giác kim cương thay vì thạch anh trắng như mọi năm. Giám đốc nghệ thuật kiêm đồng chủ tịch Soba đã giới thiệu chiếc cúp mới ngày 17 tháng 5, ngay trước khi lễ khai mạc liên hoan. Đây cũng là năm thứ 25 hãng Soba chịu trách nhiệm chế tác cúp cành cỏ vàng. Chiếc cúp vốn đã hoàn hảo rồi, nên chúng tôi chỉ thêm một chút lấp lánh cho những chiếc lá cọ. 100 viên kim cương tấm, tổng cộng 1 carat đã được dát lên lá cọ. Bà cho biết, ban đầu Soba định dùng viên đá nền màu đen, nhưng sau đó bà đã thay đổi quyết định. Chúng ta vừa thoát khỏi đại dịch và tình yêu là rất quan trọng, nên tôi muốn đưa ra thông điệp về tình yêu. Do đó tôi đã chọn màu hồng. Chiếc cúp sẽ được cất giữ ở một địa điểm bí mật cho đến ngày bế mạc liên hoan phim 28 tháng 5 để trao cho nhà làm phim đạt danh hiệu cao nhất. Okay. Tiếp theo, trong phần sau của chương trình, đoàn thể thao Việt Nam cán mốc 105 huy chương vàng tại SEA Games 31.
diễn biến các trận đấu tại giải quần vợt Genève mở rộng vào đêm qua. Đến đây thì chúng tôi cũng xin được khép lại chương trình 60 giây sáng nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Và quý vị đừng quên đón xem chương trình 60 giây chiều nay của chúng tôi với nhiều thông tin cập nhật. Xin kính chào tạm biệt.